giảm giá sâu, mặt bằng cho thuê tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh vẫn bỏ trống cả năm trời. Dù chủ nhà đã chấp nhận giảm giá khá sâu kèm chính sách ưu đãi chưa từng có nhưng nhiều mặt bằng kinh doanh khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh vẫn bị bỏ trống la liệt, vắng khách thuê. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, những căn nhà mặt tiền khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh dành cho thuê làm cửa hàng kinh doanh đang rơi vào tình trạng bỏ trống, vắng khách thuê. Mặc dù gia chủ đã có động thái giảm giá cho thuê khá sâu kèm theo ưu đãi chưa từng có nhưng làn sóng trả mặt bằng kinh doanh vẫn đang diễn ra khắp thành phố Hồ Chí Minh, nhất là những nơi có vị trí đắc địa. Đơn cử như căn nhà có diện tích 160m2 trên đường Nguyễn Gia Trí, Quy, Bình Thạnh đang được trao với giá thuê 180 triệu đồng một tháng. Giá thuê này vẫn còn thương lượng được nếu khách ký hợp đồng lâu dài, tuy nhiên mặt bằng này bỏ trống gần một năm nay. Ông P người đang quản lý mặt bằng trên cho biết, trước đây, giá cho thuê căn nhà này là 195 triệu đồng một tháng. Bên thuê mở quán cà phê kiểu hàng nhưng kinh doanh ngày càng ế ẩm, không cầm cự nổi nên họ quyết định đóng cửa. Nếu khách thuê lâu dài thì sẽ được giảm giá trong 6 tháng đầu, chỉ còn 170 triệu đồng một tháng. Mức giá này được xem là ưu đãi khá sâu nhưng suốt thời gian dài chưa có khách thuê, ông P chia sẻ. Theo ghi nhận, dọc các tuyến đường ở khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh như Trần Hưng Đạo, Lý Tự Trọng, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Trãi, không khó để bắt gặp cảnh tượng mặt bằng treo biển cho thuê, đóng cửa la liệt. Điển hình như tại địa chỉ số 64-66 Trần Hưng Đạo, quận 1. Trước đây, mặt bằng này là nhà hàng Nhật nhưng đã bỏ trống hơn một năm. Theo lời chào, hiện giá thuê mặt bằng này là 125 triệu đồng một tháng. Nếu khách thuê ký hợp đồng 2 năm trở lên thì giá giảm còn 120 triệu đồng một tháng. Còn tại con phố Thời Trang Nguyễn Trãi, trong rất nhiều mặt bằng treo biển cho thuê có mặt bằng của ông D, người này cho biết đã treo biển cho thuê 6 tháng qua nhưng chưa có người thuê. Thỉnh thoảng có người gọi hỏi giá rồi im bặt. Nếu cứ tình trạng này kéo dài đến hết năm, ông D sẽ thất thu cả tỷ đồng. Ân cận khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Mặt bằng kinh doanh bỏ trống cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Như trên đường Nguyễn Tất Thành, quận 4, chỉ đoạn đường khoảng 300m nhưng có đến 10 mặt bằng bỏ trống, hầu hết những mặt bằng này có mặt tiền rộng hơn 4m, giá thuê dao động từ 130-250 triệu đồng một tháng. Theo môi giới, giá thuê này đã giảm khoảng 20% so với năm trước, đồng thời chủ cũng miễn phí tiền thuê 1-2 tháng đầu để khách sửa chữa mặt bằng. Đây là chính sách ưu đãi được môi giới đánh giá chưa từng có nhưng vẫn chưa có người thuê. Theo báo cáo quý 3 năm 2023 của một đơn vị nghiên cứu thị trường, nguồn cung mặt bằng bán lẻ cho thuê ở thành phố Hồ Chí Minh đã giảm nhẹ, với tổng diện tích khoảng 1,5 triệu mét vuông sàn. Đây là kết quả của việc một số dự án bán lẻ đã chuyển đổi thành văn phòng hoặc đã được trao bán. Giá thuê cũng giảm 6% đạt mức 0,8 triệu đồng một mét vuông, tháng. Một trong những nguyên nhân của sự suy giảm này là hầu hết nguồn cung của khối đế bán lẻ trong những năm gần đây được tập trung ở khu vực nội thành hoặc ngoại thành, nằm trong các dự án căn hộ tầm thấp đến tầm trung. Thiết kế không tối ưu và hoạt động marketing chưa hiệu quả của các ô bán lẻ trong khối đế cũng là những yếu tố dẫn đến tình trạng này.